Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 9 Khôi Tinh Chiến Ngũ Quan, Hồi 1 Rất lâu sau đó, hát, hát, xì, một đứa trẻ khịt mũi, một tiểu đồng hát hơi một cái, lò mũi nói, ở hậu viện có ác quỷ. Bông tuyết bay tán loạn, chiếu vào đại trang viện liên miên bất tận, tầng băng tuyết dày nặng cao tới hai trượng đóng trên tường, hàn băng xương tuyết, tầng tầng lớp lớp, trông lại dường như người đầu bạc khổng lồ. Chỉ thấy ven tường có đống lửa, năm đứa trẻ, bốn trai một gái, bốn nam một nữ, ước chừng tám chín tuổi, quây quần quanh đống lửa để sửa ấm. Nhìn bọn chúng mặc những chiếc áo bông dày nặng trên người, phục sức rất là hoa lệ, nghĩ đến đều là hài tử gia đình giàu có. Con quỷ piano không có mặt, không có lưỡi cũng không có đôi tay nó là một cái đầu lâu khô khô gầy gầy một hài đồng đang kể chuyện ma quỷ nó giơ hai tay lên vai làm động tác lệ quỷ âm trầm trong miệng làm vẻ ta đây khiến người nghe khiếp sợ vài hài từ lông tơ dựng thẳng rồi lại tập trung tinh thần liền sợ bỏ lỡ một chút lại thấy một nam hài khác đang nằm cạnh đống lửa trên người đắp chăn lông dường như ngủ say tiểu đồng kia thấy đồng bạn biểu tình chuyên chú đều nghe mình nói chuyện nhất thời cảm thấy đắc ý lại nghe hắn nói quỷ sống trong giếng quanh năm rất tịch mịch rất cô đơn nên mỗi lúc đêm khuya khi ánh trăng ló ra nó lại khóc kêu như vậy con a à? con ách xuống ở với mẹ tài nghe hài từ kể chuyện kêu đến thê thảm vài tiểu đồng lại cả kinh lại nghe một tiểu nữ hài nhi phi một tiếng mắng hồ chính đường nghe người nói hưu nói vườn quỷ y không phải không có đầu lưỡi sao sao lại có thể nói hồ chính đường vẻ mặt xấu hổ quay lại nhìn về phía đống lửa thấy ánh sáng đỏ rực phát ra từ ngọn lửa một tiểu nữ nhi bĩu môi hít một hơi nóng ngày đông giá rét gió lạnh thổi tới khiến đôi má hồng hào đỏ bừng nhìn nàng tuổi tác tuy nhỏ mũi lại cực kỳ thẳng hai bím tóc đen óng ả à, đối lập với làn da thanh tú trắng như tuyết tuy chỉ mới tám chín tuổi liền đã trổ mã đến thập phần mỹ mạo. Hồ chính đường đầy mặt lửa nóng, không biết lấp liếm như thế nào, hắn ho khan vài tiếng, nói ma quỷ không phải là người, có thể nói chuyện không cần dựa vào lưỡi. Tiểu nữ hài nhi khẽ kêu một tiếng nói, nghe ngươi bịa đặt lung tung, ngươi từng gặp quỷ sao? Vài thài tử nghe xong lời này, nhất thời bản tán sôi nổi, nhìn về phía hồ chính đường, đều đang chờ đợi hắn đáp lời. Hồ Chính Đường không chịu được nhục nhã, cũng không thể hạ đài được, chỉ có thể vỗ ngực lớn tiếng nói: "Sao chưa từng nhìn thấy ba tuổi ta đã thấy rồi?" Chúng Hải đồng nghe vậy đều cảm thấy kinh ngạc. Hồ Chính Đường càng đắc ý rào rạt, càng muốn lớn tiếng tranh cãi, lại nghe kia tiểu nữ Hải Nhi lạnh lùng thốt: "Bậy bạ. Trên đời này căn bản không có ma quỷ người nói ba tuổi từng gặp qua, chạy nhanh tìm một con ra đi." Bổn tiểu thư nhìn một cái. Nam Đồng kể chuyện họ Hồ, tên là chính đường phụ thân chính là quan viên triều đình, gia giáo luôn luôn nghiêm ngặt. Cuối cùng, tháng chạp đang đến gần, học đường phu tử khởi hành về quê ăn Tết. Hồ chính đường lúc này mới được song thân ân chuẩn, qua đêm tại nhà bạn tốt cùng trường, vốn định chúng hài đồng quần tụ trong viện, sưởi ấm vui đùa, tất sẽ rất vui vẻ, không ngờ tiểu mỹ nhân lại nghiêm túc, mọi việc đều hướng về hắn, tất nhiên là làm hắn hận đến ngứa răng. Hồ Chính Đường thấy bọn con nít không hề chớp mắt, đều đang chờ chính mình trả lời, một hài đồng nước mũi càng kêu lên, đúng vậy. Chính ca ca mau bắt một con quỷ ra để mọi người cùng nhìn đi. Hồ Chính Đường vẻ mặt hoảng loạn, không biết ứng phó như thế nào, lập tức bắt chước người lớn, ngẩng đầu cười ba tiếng, ha. 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 Hồ Chính Đường trước mặt xong thân thập phần ngoan ngoãn, nhưng lại ngầm yêu thích học võ ngày thường nói chuyện như nhân vật giang hồ chúng hài đồng thấy bộ dáng thần khí của hắn càng kính phục nào biết hồ chính đường đầu nhỏ trống rỗng liều mạng suy tư chỉ nghĩ tìm biện pháp lừa dối qua đi tiểu nữ hải nhi nhìn thấu âm mưu của hắn lập tức cười nói quên đi bỏ qua cho ngươi mọi người lại chơi đi đang định lấy búp bê vải ra chơi thì nghe thấy hồ chính đường hét lên ai muốn ngươi tha ngươi ngươi nghe cho rõ Người nếu dám nói trên đời này không có quỷ, không bằng hai ta đánh cuộc, xem có ma quỷ hay không, có dám không. Hắn không muốn xấu hổ, liền đánh cược, hy vọng có thể lấy lại được chút gì đó. Bọn trẻ ở một bên phấn khởi, lần lượt vỗ tay. Đồng bạn đầy miệng khiêu khích, tiểu nữ hài nhi kia tướng môn hổ nữ, trời sinh tính dũng cảm gan lớn, tự cũng không sợ, lập tức chống tay lên hông, nhướng mày nói, có cái gì không dám ai sợ ai người cứ ra tay đánh cuộc như thế nào hồ chính đường cười lạnh nói đánh cược như thế nào đương nhiên là bắt quỷ trong chốc lát thiếu gia nhập viện bắt quỷ nếu ta không lôi một con ra khỏi giếng ta sẽ ta sẽ hắn nói ta sẽ liên tiếp hai lần đột nhiên sắc mặt thảm đạm không biết tiếp lời như thế nào trên đời này quỷ thần đều ở trong miếu nhất thời nửa khắc làm sao có thể tìm ra một con tiểu nữ hải nhi kia hì hì cười ngươi muốn như thế nào mau nói hồ chính đường lẩm bẩm ta sẽ ta sẽ hắn rơi vào bẫy của chính mình chỉ cảm thấy da đầu tê dại khóe miệng phát khổ bỗng nhiên linh cơ vừa động lấy ra tuyệt chiêu cao giọng hô to nếu ta không bắt được quỷ ta liền ngay tại chỗ cởi sạch xiêm y đi vòng quanh viện ba vòng thế nào chúng hải đồng nghe hắn nói đến thần khi lớn mật tất nhiên vỗ tay hoan hô nhảy nhót vô cùng Hồ Chính Đường thờ hồng hộc, đôi tay giơ lên cao ra hiệu chiến thắng, đắc ý một hồi lâu, liền lạnh lùng nhìn phía tiểu nữ Hoài Nhi kia, nói: "Hoa muội, ta đã đánh cược, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ai thua sẽ cởi quần áo, thậm chí cởi trần trụi, ngươi dám hay không?" Tiểu nữ Hoài Nhi kia vốn định đánh cược với hắn, nhưng đồng bạn lại không biết sợ, hình phạt lại hạ lưu như vậy. Nàng tuy rằng gan lớn, lại không phải là hài tử. Vừa thấy vài tên nam đồng ánh mắt không tốt Lập tức quay đầu lại mắng vô sỉ Ta không chơi Hồ chính đường sớm đã dự đoán được nàng không dám đáp ứng Lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra Nói bất quá chính là cởi quần áo Ngươi sợ cái gì Nhìn xem giờ ta cởi cho ngươi xem Sau đó hắn cởi thắt lưng ra Tiểu nữ hài nhi phi một tiếng Đôi tay che mặt quay đầu đi Hồ chính đường thuận thế được đà cười lạnh liền nói, hoa muội ngươi nếu không dám đánh cuộc, mở miệng xin lỗi đi, hồ chính đường ta để ngươi tùy tiện tổn hại sao? Tiểu nữ hài nhi bị hắn quát đến hoàng trí, chỉ hư một tiếng, quay mặt đi. Hồ chính đường biết chính mình đại hoạch toàn thắng, lập tức học bộ dáng cha, ngửa mặt lên trời cười ha hà, lớn tiếng nói, bà nương nhát gan. Về nhà tìm mẫu thân uống sữa đi, nói vài tên hài từ ồn ào, sôi nổi kêu lên người nhát gan mở miệng xin lỗi mở miệng xin lỗi tiểu nữ hài nhi bị chúng hài đồng cùng nhau nói kích tất nhiên là bực tức trong cơn hoảng loạn vội vàng tìm viện binh gọi một nam hài a tú bọn họ bắt nạt ta a tú nàng gọi hai tiếng chỉ thấy a tú kia đang nằm bên đống lửa ngủ say nhìn thấy hắn cuộn chăn lại giống như anh đang ngủ đông tiểu nữ hải nhi túm nắm tuyết ném vào đống lửa nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹt đập thẳng vào đầu a tú tuyết bắn ra rơi đầy mặt nào biết hải đồng kia dường như bị ngất vẫn vô tri giác đáng chết tiểu nữ hải nhi kia có chút sốt ruột lẩm bẩm khóc mắng vài tên hải đồng nhìn nhau mỉm cười hồ chính đường hì hì cười không ngừng hoa muội a mỗi lần nương ta mắng cha ta cũng luôn nói hai chữ như vậy một hài tử khác học theo điệu bộ của nữ hài nhi, hét lên, đáng chết. Tiểu nữ Hải nhi nghe bọn chúng ngôn ngữ thô tục, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hồ chính đường miệng lưỡi sắc bén, vẫn không bỏ qua cho nàng, giơ ngón tay cười lạnh, nói, cô gái nhỏ, đừng nghĩ thân mật sẽ giúp ngươi, nếu ngươi thực sự muốn thì chấp nhận đánh cược, nếu không thì mở miệng xin lỗi, nếu không thì ngày mai ta sẽ ra đường lớn nói, muốn toàn Bắc Kinh đều biết ngụ sùng hoa ngươi trời sinh là kẻ nhát gan thế nào tiểu nữ hải nhi nổi nóng hét lên ngươi dám hồ chính đường cười cười nói có gì không dám lập tức lấy tay che miệng chạy vòng hô bắc kinh láng giềng già trẻ nghe rõ ngũ đại tiểu thư ngượng ngùng không có gan là trời sinh nhát gan người khác cơ linh có tài ăn nói ngôn từ tổn hại người khác rất phong phú tất cả đều là những thủ đoạn nhục nhã được người lớn sử dụng tiểu nữ hải nhi giận dữ muốn điên nắm lấy cành cây khô dưới chân rồi đâm thật mạnh về phía hồ chính đường hải tử nghiêng người né tránh làm mặt quỷ cười nói đánh không được ta ngươi là kẻ hèn nhát không thể đánh ta hắn lẻ lưỡi lắc lư hông càng có ý bắt nạt tiểu nữ hải bình tĩnh lại thấy nàng cầm kiếm quyết bằng tay trái có chút kiến thức mơ hồ về võ thuật nàng nhìn chuẩn vị trí, hoắc mắt ra tay quất đánh, bang một tiếng, hồ chính đường bị đánh mạnh vào mông, nóng rát mà thập phần đau đớn. Hồ chính đường kinh giận đan sen, chộp lấy nắm tuyết ném vào nữ hải nhi, mắng, tiện bà nương đánh lén ám toán, đề tiện vô xì. Không giữ phụ đạo, tiểu nữ hải nhi nghe hắn mắng đến khó nghe, ánh mắt mãn chứa lửa giận, khuôn mặt đẹp trầm xuống. Bắt trước bộ dạng tàn nhẫn của cha mình, đè thấp giọng Thô Thanh nói, Hồ Chính Đường, người bắt nạt ta như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Hồ Chính Đường cười ha ha. Ai không buông tha ai? Ta đang kể chuyện, bà điên nhà ngươi tới ngắt lời, xứng bị ta diễu cợt, xứng đáng. Người nhát gan, đáng bị như vậy, mấy hải đồng đứng xếp hàng, học bộ dạng nhảy nhót lắc hông của hắn, trêu chọc gấp bội. Nữ hải nhi tướng môn hổ nữ, một khi thật sự tức giận, một lòng chỉ muốn đối phương đổ máu, đối với việc chửi bậy nhàm chán một mực không đáp. Chợt thấy nàng giữa không trung xoay người, cành cây khô trong tay nhanh chóng bay ra, lúc này không hề khoan dung, cành cây khô xác định vị trí chính xác, hướng thẳng về phía tròng ma mắt hồ chính đường. Vài tên tiểu đồng thấy thế, đều đại kinh thất sắc, sôi nổi hô, mau dừng tay. Mắt thấy sắp đâm trúng trong mắt, gặp phải đại hỏa, bỗng nhiên một bàn tay tiến tới vạn cành cây khô của nữ hài nhi mọi người lo lắng quay lại nhìn người vừa ra tay chính là tên nam đồng vừa rồi ngủ đến chết a à tú a à tú đôi tay chống nạnh nộ mục trợn lên hắn mặc áo bông xanh lục tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần trên đầu buộc một chiếc dây màu đỏ phía trên có đính một khối ngọc vuông rất đẹp che khuất cái chán hắn mặt có vẻ giận trầm giọng nói làm gì làm gì ta mới ngủ trong chốc lát các ngươi đánh đánh giết giết làm gì nhìn hắn lạnh lùng sắc bén vài tên tiểu đồng lại nghiêm nghị yên lặng nghe cũng không một người phản bác đủ thấy đứa nhỏ này thân phận khác biệt có lẽ là người đứng đầu bọn con nít a à, tú hung hăng quát mắng một trận rồi trừng mắt nhìn bọn trẻ mắng đến nhà ta chơi thì phải tuân theo quy củ nhà ta là ai tác quái trước bọn trẻ chỉ vào hoa mũi hét lên là nàng ta đánh người trước." Hoa muội vội vàng xua tay nói, "Không phải không phải vậy." Còn chưa mở miệng phản bác, lại nghe A Tú chặt lưỡi phát ra một âm thanh, thuận lợi đoạt lấy cành khô, tùy tay bẻ gãy, mắng, "Hoa muội, muội rõ ràng có chút võ công căn bản, ra tay sao không nửa điểm đúng mực." Hoa muội bị quờ trách một trận, hốc mắt đỏ lên. A Tú không bắt bẻ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, lại nói, ta có tâm mời mọi người đến nhà chơi, muội lại ra tay bắt nạt khách của ta, muội không làm ta thất vọng sao? muội muốn chọc mù hồ chính đường, chốc lát cha người ta tìm tới nhà ta, muội lại muốn ta bị cha mẹ đánh đến chết sao? nói hung dữ, chừng mắt nhìn hoa muội, quát. đi xin lỗi người ta, hoa muội cứng đầu quay mặt đi, thần sắc cực kỳ quật cường, lại không thuận theo. a à, tú quát, còn không đi? Hoa muội nước mắt ngọc sắp rơi, đã nỗ lực cố nén, bỗng nhiên A Tú hét lên như vậy, rốt cuộc nhịn không được nữa, bắt đầu trầm giọng khóc nghẹn. Nhóm tiểu đồng ở một bên cười nói, người nhát gan khóc. Người nhát gan khóc, nói qua chân múa tay, lại tới giễu cợt. A Tú thấy tiểu nữ Hải Nhi bật khóc, không khỏi có chút kinh ngạc, hoa muội này thiên tính cường hãn, từ trước đến nay ít khóc, nếu không phải trong lòng bị ủy khuất, Tuyệt sẽ không rơi nước mắt trước mặt mọi người, nghĩ đến trong đó tất có nội tình, đang muốn dò hỏi, Hoa Muội đã cắn môi dưới, hung hăng đẩy mọi người ra định bỏ chạy, A à Tú lập tức giữ nàng lại, hòa nhã nói, "Đừng khóc, rốt cuộc sao lại thế này, nói cho Tú ca ca được không?" Hoa Muội kìm nước mắt, chỉ thút tha thút thít, thực sự không nói nên lời, nhìn thấy vài tên hài đồng bên cạnh chỉ tay cười, A à Tú đánh vào chán hài đồng bên cạnh, quát, "Câm miệng!" vừa nói vừa tóm lấy một đứa đang bị sổ mũi quát a à, nguyên người tới nói rốt cuộc sao lại thế này a à, nguyên vừa mới cùng bắt nạt hoa mũi lúc này bị lão đại bắt được tất nhiên là trong lòng run sợ nước mũi chảy dòng, cười gượng nói mới vừa rồi khi tú ca ngủ hồ chính đường đang kể chuyện ma quỷ bị hoa mũi cắt ngang hai người bắt đầu cãi nhau a à, tú lười biếng nghe lại hỏi rồi sao nữa tiểu đồng kia cười gượng nói sau hồ chính đường muốn cùng nàng đánh cược nhưng hoa muội không chịu mọi người đều cười nàng người nhát gan rồi liền đánh nhau a à tú lên tiếng nói hoa muội luôn luôn rất lớn gan khi nào không dám đánh cuộc các ngươi đánh cuộc gì một nam đồng hì hì cười nói ai thua cởi sạch quần áo a à tú nghe được đánh cuộc như thế không khỏi tái mặt thoáng chốc thả người nhảy lên hét to nói hồ chính đường người nghĩ nhà ta là nơi nào Cút đến đây cho ta tiểu đồng hồ chính đường kể chuyện lúc này sớm đã biến mất không dấu vết a à tú la to đẩy bọn trẻ ra muốn đi tìm hồ chính đường chợt thấy hoa muội quay lưng lại định rời đi a à tú vội giữ chặt nàng hoàng nói hoa muội xin lỗi là ta không tốt không nghe muội nói rõ ràng trước đừng nóng giận được chứ hoa muội mím chặt môi dưới kìm nước mắt lắc đầu nói ta muốn về nhà kể cho cha nghe. A à, Tú Hoàng sợ, chúng tiểu đồng răng bẫy muốn lột sạch nữ nhi người khác, nơi xảy ra chuyện lại là nhà mình, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, hắn nguyên bản bộ dáng uy phong, lúc này cảm thấy sợ hãi, hoảng nói, cầu xin muội, ngàn vạn đừng tìm ngũ bá bá, cha mẹ ta biết chuyện sẽ đánh chết ta mất. Như vậy đi, trong chốc lát ta đi vào phòng bếp lấy ít đồ ăn hiếu kính muội, tuyệt không tham ngủ, được chứ? Hoa muội thấy A Tú tươi cười, tức giận đã giảm đi rất nhiều, nhưng nếu bỏ qua cho hắn như vậy, không khỏi không cam lòng, vẫn lắc đầu nói, huynh mới vừa rồi của trách ta như vậy, ta nuốt không nổi cơn tức giận này, trừ phi huynh đáp ứng ta một việc. Nghe được lời này, tuy trong mùa đông lạnh giá, A Tú vẫn đổ mồ hôi lạnh, vội nói, được, lần trước ta hứa sẽ mua kẹo hồ lô cho muội, ngày mai liền dẫn muội đi mua. Hoa muội nghe hắn thoái thác, lập tức quay thân mình lại, khóc nức nở nói, "Chơi xấu, ta phải về nhà tìm ca ca, nói các ngươi bắt nạt ta." A à, Tú cả kinh nói, "Đừng, đừng, Sùng Khanh ca ca của muội như quái vật, hắn sẽ đánh chết ta." Mấy đứa trẻ nhớ tới thân hình cao lớn cường tráng kia, mỗi đứa đều mang vẻ sợ hãi, lần lượt mở miệng xin lỗi. Hoa muội Kỳ thật sớm đã nguôi giận, nàng làm bộ thập phần bi thiết, tự khóc dòng nói, "Được chỉ cần huynh làm một việc cho ta ta sẽ không nói một lời được không a à tú vẻ mặt đau khổ rũ tay cúi đầu nói muội muốn gì nói đi hoa muội hì hì cười nước mắt không còn thấy nữa nàng chỉ vào ngọc bội trên chán a à tú kiều thanh nói ta muốn cái này a à tú lại lần nữa nhảy dựng lên xua tay hoảng nói không được không được đây là từ nhỏ mẹ ta làm cho ta không thể cho muội hoa muội ra thế phi phàm cha anh hùng võ dũng chính là quan to siêu phẩm đương triều từ nhỏ muốn gì có đó kỳ thật nàng cũng không hiếm lạ khối ngọc kia chỉ muốn xem nàng có thể lay chuyển a tú không mắt thấy hắn đánh chết không từ lập tức bĩu miệng nhỏ khóc lớn tiếng nhớ tới sự yêu thương của mẫu thân dành cho mình nào có thể đem ngọc bội tùy ý tặng người a tú may mắn làm chủ nhân không nghĩ lại bị người khác bắt nạt vẻ mặt buồn khổ hét lên hồ chính đường lăn lại đây cho ta ta cứu tính mạng ngươi ngươi mau tới đây cầu tình hắn kêu hai tiếng lại không nghe đồng bạn đáp lời ngày thường ồn ào la hét ầm ĩ mỗi lần chỉ cần có hắn bên cạnh tất có trò vui nào biết đột nhiên cứng họng không tiếng động a à tú cảm thấy kinh ngạc tùy tay bắt một đồng bạn hỏi hồ chính đường đi đâu rồi nam đồng kia lau nước mũi chỉ vào chỗ dưới bức tường, cười nói, "Ngươi xem, ở kia có một lỗ chó." Nhìn thấy tuyết đọng trên mặt đất bị tản ra, như có dấu vết bò, A Tú trong lòng chợt cảm thấy có điểm xấu, run giọng nói, "Hắn bò đi vào." Nam đồng kia cười nói, "Ngươi thông minh, hắn sợ ngươi tấu hắn, liền bò vào đó, còn nói muốn tìm quỷ không mặt mũi ra giúp hắn đánh nhau." A Tú cả kinh bay lên, biểu tình vừa lo lắng vừa sợ hãi, nói đáng chết đáng chết đi tìm ma quỷ cái gì không thể đi vào phế viện kia chúng tiểu đồng buồn bực không thôi lắc đầu nói vì sao còn không phải là phế viện sao a à tú chỉ vào môi ra hiệu mọi người im lặng rồi đưa tay ra chỉ ở phía xa thấp giọng nói các ngươi nhìn chỗ đó chúng tiểu đồng dõi mắt nhìn lại thấy mấy người thị vệ như lính canh đang tuần tra trong viện nhà hoa muội cũng nuôi rất nhiều vệ sĩ vừa nhìn biết ngay thân phận của những người này, nhất thời gật đầu nói, bọn họ là đến trông giữ. A à Tú thở dài, vẫn là hoa muội hiểu chuyện, cha ta ngàn phân phó vạn giải thích, muốn chúng ta tuyệt đối không thể đi vào phế viện chơi, còn muốn những đại ca này đến canh tường, hồ chính đường lèn vào, cha ta nếu biết chuyện này, thế nào cũng phải đánh chết ta. Nghĩ đến thủ đoạn của cha mình, hắn không khỏi lấy tay che mặt, khổ gào, thảm rồi các ngươi sao không ngăn cản hắn vải tên hài đồng thấy a tú rất sợ hãi cũng có chút luống cuống hoa muội vội nói huynh đừng sợ không bằng ta chui vào tìm người kéo hắn ra nói xong liền cúi người xuống muốn chui qua lỗ chó a tú vội vàng lau nước mắt giữ chặt lấy nàng lắc đầu nói không được đi hoa muội mày liễu nhíu lại dầu miệng nói này cũng không được kia cũng không được huynh rốt cuộc muốn làm sao A Tú tuổi tuy còn nhỏ nhưng hành sự lại cực vững vàng, hắn lau nước mắt, trong mắt xoay chuyển, thấp giọng nói, chúng ta trước tiên đợi hắn ở đây, đợi tiểu tử này trở về, mọi người lập lời thề, coi như không phát sinh chuyện này. Hoa muội nghe hắn ngữ khí trịnh trọng, nghĩ đến giếng cổ hậu viện này thật là cấm địa, trong chốc lát nghĩ sợ tạo ra phân tranh gì, vội vàng gật đầu nói, mọi người nghe rõ, nghe A Tú phân phó, trong chốc lát hồ chính đường trở về cũng đừng để cho hắn lớn tiếng ồn ào. Chúng hải đồng đều là thế gia xuất thân, gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, nghe bọn họ nói thảm đến vậy, tất nhiên Hoàng không ngừng gật đầu, chỉ chờ Hồ Chính Đường trở về, liền cùng lập lời thề, để tránh A Tú chịu khổ ra Pháp. Chờ hồi lâu, Hồ Chính Đường vẫn chưa trở lại, chúng tiểu đồng nhớ tới truyền thuyết hậu viện, trong lòng âm thầm sợ hãi. Hoa muội thấp giọng nói. A à tú hậu viện nhà huynh thực sự có quỷ sao? A à tú thở dài nói: Ta cũng không rõ lắm. Nhà ta thuyền đến trạch cũ này cũng ba năm rồi, nghe nãi nãi và thúc thúc nói giếng cổ có quỷ gì đó, ta không muốn bị mắng nên chỉ nghe thôi chứ không hỏi nhiều. Chúng đồng mặt mang sầu lo, nghĩ đến hồ chính đường mưu ma trước quỷ nhiều nhất, lại không biết từ chỗ nào hỏi thăm được chuyện quỷ, gặp phải tai họa, xem ra trong chốc lát sự việc bại lộ mỗi hải tử đều phải về nhà ăn trượng hình lại quá thật lâu sau tuyết rơi dày đặc sắc trời bắt đầu tối hồ chính đường lại tựa như bị quỷ hồn chiêu đi chậm chạp không thấy bóng dáng a à tú trong lòng phiền não sợ hắn trượt chân một cái sẽ bị ngã xuống giếng lập tức cắn răng nói không được các ngươi ở chỗ này chờ để ta đi vào tìm hắn nói phân phó chúng tiểu đồng nếu ta cũng không ra các ngươi hãy đến thư phòng đông sương tìm thúc thúc ta nói đừng để cha mẹ ta biết chúng tiểu đồng đáp ứng một tiếng trong lòng lại không nhịn được hốt hoảng không biết trong chốc lát sẽ lại phát sinh ra tai họa gì thấy ê tú sắp chui vào lỗ chó hoa muội trong lòng sầu lo liền sợ hắn cũng bị quỷ bắt vội nói a tú muội mới học được mấy chiêu kiếm pháp mới cùng mẫu thân nếu gặp người xấu có thể giúp huynh tống cổ để muội đi cùng huynh a tú trầm ngâm sau một lúc lâu Nói, cũng được, có thêm trợ giúp, muội đi tìm mấy cành cây rắn chắc, hai ta trong chốc lát phòng thân. Hoa muội trời sinh tính lớn mật, yêu nhất mạo hiểm, tìm kỳ lạ, lập tức hoan dung nói, "Được, cứ giao cho muội." Nàng cúi người xuống, tìm kiếm xung quanh bức tường xem có thứ gì phù hợp không. Hoa muội đang ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm, chợt vào lúc này một khuôn mặt từ trên tường hiện ra, trợn mắt chừng chừng nhìn nàng tuy nói hoa muội tướng môn hổ nữ giờ phút này thấy yêu quái vẫn không khỏi thét chói tai hô to nói cứu mạng sau đó bật đứng dậy lao vào lòng ngực a tú a tú cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt đó không ai khác chính là hô chính đường thấy sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt đang thò ra từ lỗ chó chúng tiểu đồng kinh hoàng không chừng vội vàng duỗi tay kéo mấy đứa dùng sức cuối cùng cũng được kéo ra ngoài Hồ chính đường ngã xuống đất thờ hồn hình, A Tú đỡ hắn, thấp giọng nói, chính đường, ngươi còn ổn không? Thấy hồ chính đường không nói một lời, hải đồng chảy nước mũi ghé mặt lại nói, này. Ngươi nhìn thấy quỷ A, nó thật sự không có tay sao? Hồ chính đường quay mặt lại, ngay lập tức nôn mửa, quế vật phun thẳng ra, bắn thẳng vào mặt tiểu đồng chảy nước mũi kia, hai từ sợ tới mức lăn bỏ đi, hồ chính đường cũng kiệt sức nhất thời mềm nhũn ngã xuống đất. A à Tú và Hoa Muội nhìn nhau, hai người đều cảm thấy kinh hãi ngạc nhiên, trong lúc mê mang cuống quýt, nghe được Hồ Chính Đường khóc giọng nói, rất nhiều. Rất nhiều. A à Tú run giọng nói, cái gì rất nhiều? Người nói cho rõ. Rất nhiều. Rất nhiều. Giếng thật nhiều. Ma quỷ, tuyết rơi dày đặc, nhóm hài Đồng dưới tường run rẩy nhìn nhau, không thể nhẫn nại được nữa thoáng chốc toàn bộ hét lên chương chín khôi tinh chiến ngũ quan hồi hai happy april fun dày mọi người nha thúc thúc đừng kéo ta nữa đau quá a à tú ngẩng đầu nhìn nam tử bên cạnh cầu xin tha thứ tiếng người ầm ĩ giáo trường kinh thành to như vậy mà chật nít ở giữa giáo trường dựng một lôi đài lớn cờ xí tung bay mặt lá cờ đều được vẽ sư tử vàng sư tử vàng cõng các đại tướng trên lưng các đại tướng tay múa quan đao, bên trái dòng chữ năm đại hán văn khôi tinh chiến ngũ quan, thủy mặc bay múa, thương hùng hữu lực. Ở phía bên phải, có một số văn tự ngoại quốc xoắn dài, nghĩ đến tất cũng có nghĩa tương tự. Lôi đài tứ phương có bục cao, tầng phân lục cấp, hoa văn màu long phượng, trên khán đài có người hò hét, người xem tụ tập, nhìn nhịt dày đặc. Người nhà, một tiếng thở dài từ trên khán đài vang lên, một nam tử bước lên bậc thang, người nọ mặc chiều bào, tay trái túm một nam đồng, hài tử kia ước chừng 10 tuổi, trên trán có mọc bội sa tanh, chính là A Tú, phía sau còn có mấy tên gia đình. A Tú mặt nhỏ buồn bã ngửa đầu nhìn Thúc Thúc, nghe hắn thở dài, sao con không chú ý nhiều hơn. Thúc Thúc của A Tú là một nam tử anh Tuấn, khoảng 28-29 tuổi, mày liễu như hỏa, tuyết da tinh mục, nói chuyện miệng lưỡi lại cực lão trầm hắn dẫn theo tiểu tử cường tráng a tú tới cuối cùng ấn nó ngồi xuống ghế sau đó giải thích với lão hán bên cạnh nói liêu quản gia người trông coi thần tú đừng để nó đi loạn gây rắc rối hải tử thấy chính mình giống như phạm nhân không còn cách nào khác đành phải lôi kéo tay thanh niên cầu tình nói thúc thúc người nhẫn tâm như vậy sao thanh niên nhéo gương mặt hải tử trách nói a tú lần trước con gây hỏa còn chưa đủ sao? Con muốn mời tiểu bằng hữu học đường về nhà qua đêm, thúc thúc còn không phải giúp con cầu xin cha mẹ sao? Nhưng con xem, con đã làm cái gì? Hồ chính đường đang tốt đẹp đến nhà, bây giờ lại si ngốc, đừng nghĩ thúc thúc sẽ lại giúp con. A à Tú vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói, thúc thúc, hồ chính đường hồ đồ, tự mình lẻn đến phế viện, cũng không phải là con suối dục thanh niên lắc đầu nói nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu bằng hữu của con gây ra chuyên con cũng nên chịu trách nhiệm c nói phân phó quản gia thấp giọng nói lão gia phân phó muốn đứa nhỏ này mở rộng tầm mắt trong chốc lát võ giáo đấu võ ngươi liền bồi hắn xem tỉ thí xong lập tức đưa người về nhà tuyệt không cho phép đi lang thang xung quanh quản gia đáp ứng một tiếng nói lão hủ đã biết Thanh niên sửa sang lại chiều bào, nhìn A Tú, nói, thúc thúc còn có việc, con ngoan ngoãn đi. A Tú mặt ủ hề ê, cũng không đáp lời, lẩm bẩm một mình, bị thanh niên phát vào đầu, thở dài, tiểu quỷ linh tinh, đừng gây chuyện nữa, đỡ phải mỗi ngày làm mẹ con phiền não. Lập tức đi xuống bậc thang, tự đi vào bàn. Thúc thúc rời đi, quản gia lại bước tới, kè kè ngay bên cạnh, tay còn đáp trên vai giống như trông coi phạm nhân. A Tú vẻ mặt buồn bã nhìn trộm xung quanh, thoáng chốc, trong lòng mừng rỡ, khóe miệng lộ ra tươi cười. Khán đài dựng khá cao, chia thành 6 tầng, A Tú ngồi ở lầu 4, nhìn xuống phía dưới, có thể thấy rõ một nữ hải nhi đang ngồi trên tầng 2, nhìn nàng mặt ù mày ê, lại là Hoa muội, bên cạnh nàng có một lão ma ma, nghĩ đến sau khi gặp rắc rối, Hoa muội y cũng bị đối xử như phạm nhân. Hai đứa trẻ một ở tầng 4, một ở tầng 2, cách xa nhau khó có thể nói chuyện. A Tú chỉ muốn kêu gọi đồng bạn, lập tức lôi kéo ống tay áo quản gia, thấp giọng nói, quản gia bá bá, ta muốn đi ngoài. Quản gia ngạc nhiên nói, nhị gia không phải đã đưa thiếu gia đi si tiểu trước khi bước ra ngoài rồi sao? Nhẫn một lát đi, A Tú thấy kế sách không dùng được, nhất thời vẻ mặt đau khổ, dùng hai tay che bụng dưới nhỏ giọng nói, quản gia bá bá. Không biết làm sao, bụng ta đau." Quản gia thở dài, lập tức thò đầu ra ngoài, hướng dưới lầu la lớn, lấy chậu tới. Quá không sau một lúc lâu, vài tên hạ nhân thở hồng hộc, trên tay cầm một cái chậu rửa mặt lớn, vội vàng chạy tới. Quản gia đặt cái chậu rửa mặt lớn xuống đất, lại từ trong lòng lấy ra giấy bản, lại cười nói: "Thần tú tiểu thiếu gia, giải quyết ở đây đi. Trong chốc lát ta sẽ lau cho ngài." A tú cả kinh ngây người, xung quanh đều người ăn mặc chỉnh tề, đầy những nhân vật nữ sĩ có tiếng. Chưa kể còn có hoa muội ngồi phía dưới. Làm sao A tú có thể cởi quần trước mặt mọi người đại tiện ở chỗ này? Nếu chuyện này truyền tới học đường, ngoài con đường xấu hổ và giận dữ tự sát, hôm còn con đường thứ hai. Quản gia thấy hắn cúi đầu rưng rưng, vội nói: Thiếu gia, mau cởi quần, đừng kéo ở trên quần. A à tú nghiến răng nghiến lợi, oán hận quay đầu đi chỗ khác, nói bụng bỗng nhiên không còn đau. Ồ ản ra cười nói, không thuốc mà khỏi, đây là trời phù hộ thiếu gia. thật tuyệt vời, lập tức phất phất tay, ý bảo hạ nhân bưng chậu rửa mặt rời đi. kể từ khi xảy ra sự việc ma quỷ ở hậu viện ngày hôm đó, A à tú đã bị cấm túc hơn một tháng. Ngày hôm đó Hồ Chính đường bỏ ra khỏi lỗ chó, liên tục nói đi nói lại câu nói kia thật nhiều, thật nhiều ma quỷ, như thể si ngốc. Sau khi hồ chính đường xảy ra chuyện, tôn trưởng trong nhà tất nhiên là nổi trận lôi đình, hồ gia chức quan hiền hách, cha ruột của hồ chính đường là hồ chí liêm, chính là lễ bộ thị lang, đương triều tam phẩm quan to, bá phụ hồ chí hiếu chức quan càng cao hơn, là đương kim tự khanh đại lý tự, đứng đầu đại lý tự. C. Hồ Gia Thư Hương Thế Gia là một gia đình có học thức sâu sắc, Ai ngờ đứa trẻ đến nhà người khác một đêm lại biến thành một tên mốc không nói được. Hồ gia trong cơn giận dữ, một mặt tìm kiếm hỏi thăm danh y trần trị, một mặt tới cửa hưng sư vấn tội. May mà phụ thần a tú cũng là quan to đương chiều, lại có thủ đoạn lấy lòng rất cao minh nên a tú chỉ bị đánh đòn nặng chứ không bị mang đi bồi mệnh cho hồ gia. Hôm nay hiếm có triều đình luận võ, cao thủ trung nguyên mông cổ hội tụ một đường, a tú mới có thể ra ngoài thông khí lộ mặt. Nâng cao kiến thức, khó khăn gặp được Hoa muội, A Tú một tháng không gặp nàng, đều có vô số lời nói muốn nói, nhưng quản gia phụ mệnh tử thủ bên cạnh, dùng phân và nước tiểu trốn thoát, cũng không có tác dụng, muốn hắn bỏ trốn thế nào đây? Mắt thấy Hoa muội bên người cũng có hạ nhân đi theo, nghĩ đến 89 phần 10 tất cũng bị liên lụy, bị cha mẹ trừng phạt rất nặng. A Tú tức giận ngồi, không lao mục tay ương này sẽ còn kéo dài bao lâu? A Tú mặt ù mày ê, trong khi những hạ nhân bên cạnh đang bê chiếc chậu rửa mặt lớn bước đi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ châm biếm. A à Tú càng nhìn càng giận, đang nhìn chợt thấy một nữ tử mỹ mạo đi tới, ngồi bên cạnh hoa mùi. A à Tú trong lòng mừng như điên, gì quên đến rồi, ta phải đến đánh bạc một phen. Cũng là giận từ trong lòng nổi lên, ác hướng gan biên sinh, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đá một chân vào gia đình, chậu rửa mặt nhất thời ăn xuống bậc thang. Bản gia giật mình, bàn tay to khẽ buông lỏng, A Tú nhân cơ hội ngã bay lộn nhào, rơi thẳng vào đầu hoa mùi. A Tú ngã xuống rất nhanh, nếu đập vào hoa mùi, cả hai đứa trẻ đều sẽ bị thương nặng. Lúc này đôi bàn tay trắng duỗi ra, tay trái nắm được A Tú để thân mình nó chuyển hướng, A Tú bị tác động bởi ngoại lực, ngã nghiêng sang một bên, liền vào lúc này tay phải hợp lại, xoay hắn một vòng giữa không trung, tan mất hơn phân nửa lực đạo. Lúc này mới vững vàng để hắn tiếp xuống đất. A à Tú giống như một con khỉ nhỏ đang bay. Tất nhiên là chơi đến thống khoái. Đang muốn cười ha ha. Lại thấy một đôi mị nhãn chừng mắt nhìn lại. Nị thanh nói. A à Tú. Nhảy từ trên cao xuống như vậy. Muốn chết. A. À. Khuôn mặt trái xoan trước mặt. Nữ tử này chỉ mới 26-27 tuổi. Mày đẹp nhíu lại. Khóe miệng nhẹ phiết. Đôi mắt thập phần động lòng người. Cặp mắt to kia là chừng thẳng vào mình không có sắc thái giả vờ a à tú thấy nữ tử này lập tức cười vui nói dì quyên đã lâu không gặp a à tú thật cũng không phải đồ mốc tự biết hoa muội ra thế sâu xa cha mẹ võ công cực kỳ cao cường vị dì quyên trước mặt này lại càng là sư cô của hoa muội danh môn đại phái xuất thân với một thân võ công cao minh sao có thể không cứu chính mình con nhà người ta đánh không được dì quyên cau mày nhăn mày đẹp đang muốn xách hắn trở về, liền vào lúc này, sau lưng vang lên rất nhiều tiếng bước chân, A Tú sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, lại là quản gia lãnh rất nhiều hạ nhân vội vàng chạy tới, nghĩ đến là muốn bắt chính mình trở về. Nghe hắn trong miệng hô to, thiếu ra, ngài mắc tiểu, ta đưa ngài ra ngoài nhe ngữ thanh như sấm, làm người hổ thẹn, A Tú mặt đỏ tay hồng, đang muốn tìm cây lỗ chui xuống, hoa muội lại bước tới, thấp giọng nói mau giả chân bị đau a tú lập tức tỉnh ngộ nhanh chóng nhấc chân lên cao sầu thảm nói chẹo rồi chẹo rồi ngã xuống vô ý bị chẹo, có lẽ đã bị gãy thật sự đau chết mắt hoa mùi đã nhiều ngày cũng bị cha mẹ trách phạt khó khăn a tú liều chết tới đây gặp mình tâm ý như thế làm sao có thể để hắn đi lập tức ở một bên cố làm ra vẻ không ngừng hỏi thăm tình trạng bệnh quản gia càng là hô thiên thường địa, phân phó hạ nhân lấy hộp thuốc. không lâu sau có người bưng một chậu lớn tới, lần này lại là nước ấm, chắc là để ngâm chân. a à tú đang kêu hùi nháo, chợt thấy một công tử đi xuống khán đài, mỉm cười với dì quyên, chắp tay nói quyên trưởng môn. trong chốc lát luận võ, phải nhìn kỹ ngài áp toàn trường. a à tú thấy công tử kia mặt trắng như tuyết, một đôi mắt to linh động sinh động, trên đầu quấn một chiếc khăn màu tím ngay cả trong mùa đông lạnh giá, vẫn nhẹ nhàng đung đưa chiếc quạt xếp bên tay trái. A à Tú thấy công tử này mỹ mạo như vậy, sợ thúc thúc mình cũng không bằng. Cuống quýt chừng mục nhìn chằm chằm, lại thấy chiếc quạt xếp của công tử có một bức tranh vầy mực sơn thủy, bên cạnh viết chữ Tử Vân Hiên, lại không biết nhân vật phong lưu nhà ai. Đang muốn đi hỏi hoa muội, dì Quyên đã quay đầu lại nhìn phía hoa muội, cười nói, dì Quyên xuống trước mẹ con sẽ tới ngay, kêu nàng xem ta thi thố tài năng. Hoa muội a à một tiếng, kêu lên, gì? Người đợi chút, mẹ con nói bà muốn gặp gì trước khi đài. Tiếng chưa tắt, dì quên đã phi thân nhảy lên, nàng không đợi leo xuống cầu thang đã nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi khán đài, chỉ thấy nàng thân ảnh duyên dáng, giữa không trung xoay chuyển một cái, y ảnh chớp động, khói bụi bay mù mịt, thoáng chốc liền dừng ở bên cạnh công tử kia công tử ra mỉm cười chắp tay cửu hoa sơn khinh công độc bộ thiên hạ tại hạ hôm nay đã được mở rộng tầm mắt dì quên đỏ mặt cười nói đừng giả vờ nữa ông cụ non như vậy tiểu tâm dọa chạy tô đại công tử nhà ngươi công tử kia cố tình mờ mịt nghi hoặc nói tô đại công tử hắn là ai khuyên nhi cô nương có thể giới thiệu không dì quên cười nói ta không thể giới thiệu đi tìm hoa sơn xong quái đi hai người nhìn nhau nghĩ tới bộ dáng hình thù kỳ quái nhất thời không khỏi bật cười mắt thấy công tử này cùng dì quyên thần thái thân mật a à tú ngồi ở trên khán đài không khỏi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm nắm lấy tay hoa muội thấp giọng hỏi vị công tử này là ai là tình lang của dì quyên chúng ta sao hoa muội cố tình thần bí nói vị công tử này họ quỳnh nhưng hắn không thể làm tình lang của dì quyên nhưng làm tình địch thật ra có thể a à tú vẻ mặt mờ mịt mắt thấy gì quên cùng công tử kia tay nắm tay hai người vừa nói vừa cười rõ ràng là đối bích nhân hoa muội có đôi mắt thủy tiễn to như vậy có thể nào người sáng suốt nói dối hắn nghĩ nghĩ đột nhiên cả kinh nói ta đã biết hắn là thái giám hoa muội vừa nghe lời này nếu không phải ra giáo nghiêm ngặt đã muốn ôm bụng cười cười to nàng lại nhịn cười lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nói với quản gia, chân thiếu gia nhà các ngươi bị đau, đến giúp hắn xoa bóp cho tốt. Quản gia lòng tràn đầy vui mừng, gật đầu liền nói, được. Nhất định tăng lực xoa bóp, sau đó bà đại hán chạy tới, vội vàng cởi bỏ vớ của hắn, giữa tiếng kêu gào thê thảm của A Tú, đã hết sức xoa bóp. Bọn nhỏ đùa giỡn ở đó, dì Quyên và công tử kia lại đang đi cạnh nhau, đã đi vào giáo trường. Lúc này, giàn giáo hai bên đông tây đã chật kín người lưỡng bang vũ phu đầy mặt dữ tợn tuy đang là mùa đông nhưng đều cởi trần pha thấy cùng hung cực ác quỳnh công tử tay cầm quạt xếp một đường nhìn phía chúng võ nhân ánh mắt lại thập phần nhạy bén nghe hắn hỏi gì quyên trong chốc lát luận võ cô ở trận nào dì quyên a à một tiếng che miệng cười nói ngươi không đề cập đến ta cũng đã quên nhìn công tử kia thở dài cầm lấy chiếc quạt xếp nhẹ nhàng gõ lên đầu dì quyên, lắc đầu nói, đã làm trưởng môn rồi, còn mơ hồ như vậy. Dì quyên dung mạo kiều nộn, tuy là mỹ nữ thập phần xinh đẹp động lòng người, lại vẫn không thay đổi bộ dáng bướng bỉnh đương trường làm cái mặt quỷ, cười nói, được rồi, mau đi mời sư tỷ ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây là tỷ ấy ép buộc ta, ta không có tâm tư muốn làm. Công tử kia thở dài, ngươi nha ngươi nha khó được sư tỷ ngươi khổ tâm tính toán, khối kim chiêu bài này của cửu hoa sơn, không bị ngươi phá là tốt rồi. Dì quên che miệng cười nói, sợ cái gì? Thật nếu không được, ta lại kéo tỷ phu ra, thiên hạ có ai đánh thắng được hắn? Công tử kia nhìn biểu ngữ bên cạnh lôi đài, thấy mấy chữ to khôi tinh chiến ngũ quan, nhớ tới tỷ phu gì quyên võ dũng, nhất thời khẽ mỉm cười gật đầu. Lúc này triều đình thượng võ đối với chính giáo võ lâm đặc biệt xem trọng, khôi tinh chiến ngũ quan này chính là bánh xe lôi đài, được thiết kế đặc biệt để các cao thủ Trung Quốc và Mông Cổ lên đài, dùng võ kết bạn. Có thể nói đây là cuộc so đấu nổi danh nhất thiên hạ hiện nay. Nói đến tỷ phu gì quyên, đúng lúc cùng khôi tinh chiến ngũ quan rất có sâu xa, hắn không phải là minh chủ lôi đài, mà là một nhân vật quan trọng đã tạo ra khôi tinh chiến ngũ quan. Trung Quốc cùng Mông Cổ vốn là kẻ thù truyền kiếp, Mông Cổ thiết kỵ Nam Hạ đốt giết, Trung Quốc quân dân Bắc tiến đóng quân khai hoang, hai nước giao chiến trăm năm, lúc nào cũng binh nhung tương kiến, nói đến tuyệt không có khả năng dùng võ kết bạn, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, 10 năm trước cơ duyên xảo hợp, tỷ phu quyên nhi thâm nhập Bắc Cảnh, trong lúc vô tình đã ban cho khả hãn một ân tình lớn. Khả hãn xong việc biết ơn báo đáp, liền cho phép Trung Quốc đàm phán hòa bình, hai nước rút quân để tránh chiến tranh, từ nay về sau có tức chi sĩ càng nhất nhất thượng tấu từ đây liền khai thông biên quan bù đắp nhau hai nước kết giao chặt chẽ ngày càng thân cận chỉ là chuyện trong chiều thường lúc nóng lúc lạnh cho dù hai bên triều đình cố ý giải hòa nhưng hai nước võ tướng giao chiến nhiều năm thù hận quá sâu vẫn thường lén ẩu đả không chút nào khoan dung biên quan càng là lúc nào cũng vì việc nhỏ mọn bùng nổ giết người mắt thấy tình thế như thế vì trừ khử thù hận giảm đi huyết khí táo bảo, triều đình hai nước đơn giản hóa tối thành sáng, bắt đầu từ cuối năm 8 năm trước, liền định ra lôi đài lớn khôi tinh chiến ngũ quan, từ đây một năm một lần. Trung Quốc thát đát hai nước luân phiên làm đại hội, cũng để cho võ nhân hai bên đều có chỗ phát tiết phẫn hận. Công tử kia một đường hồi tường chuyện cũ, một đường cùng gì quyên đến trước bố cáo ở liều Tây, nhìn tên người Mông Cổ được chọn lên đài trước rồi tính. Hai người theo thứ tự nhìn lại, đọc nói, năm quan được mông cổ chọn lên đài bao gồm, trận đầu tiên phong, tông trạch tư ba. Cánh phong trận thứ hai kim sát khâm. Trung kiên trận thứ ba, hô lâm đặc hã vũ phong trận thứ tư, vô giã minh vương. Dì quên nhìn hồi lâu, mặc dù bên mông cổ có năm hảo thủ lên đài, nàng lại không biết một ai, nhìn nửa ngày, nhịn không được nhíu mày nói, lời nói chim chóc, không biết được nửa người năm quan chiến vì hai nước tinh anh đàn đấu, nhằm thể hiện sức mạnh của đất nước chứ không phải thể hiện sự thắng bại của cá nhân, lấy xa luân chiến pháp đánh nhau chết sống. Phân tiên phong, thứ phong, trung kiên, vũ phong, đại tướng chờ năm quan, hai bên đánh lên lui tới mưu lực trồng chất, ai có thể khắc chế võ công địch thủ, ai có thể du đấu khí lực, đều tỉ mỉ an bài, đấu pháp cực kỳ chú trọng. Nghĩ Mông Cổ an bài như thế, rất có dụng ý gì đó. Dì quên mọi thứ đều cầu thả, công tử kia đã quen biết nàng gần 10 năm, cũng biết tính tình của nàng, mỉm cười nhẹ, cũng không đề bụng, nhìn chằm chằm chỉ vào tên họ người cuối cùng, gật đầu nói, ngươi nhìn xem, chắc chắn đã nghe nói đến người này. Dì quên ngước lên, thoáng chốc che miệng kinh hô, a à, đây là chết nhĩ đan, hắn cũng tới. Công tử kia nghĩ đến danh sự tích của chết nhĩ đan tự biết có chút khó giải quyết, nhất thời nhíu mày không nói. Chiết nhĩ đan được xưng mông cổ vô địch thủ, chính là thủ lĩnh ngự lâm quân khả hãn thắt đát quốc rất trọng dụng, xem như là cao thủ vang danh nhất mông cổ, người này qua tuổi 60, đứng hàng bắc quốc tông sư, trải qua 8 cuộc tranh tài, chỉ phái đệ tử đến so tài, chưa từng tự thân xuất mã, xem hắn tự mình lĩnh quân tới Bắc Kinh, nghĩ đến lần khôi tinh chiến ngũ quan này, phía Mông Cổ quyết tâm phải giành chiến thắng. Dì quên thở dài, Mông Cổ thắt từ liền tổ sư ra cũng phái ra, còn cần mặt mũi hay không? Tôi không muốn lên đài chịu chết, công tử kia mỉm cười nói, đừng gọi người ta thắt tử, bị nghe thấy được, người sẽ bị mắng. Dì quên cười nói, không gọi thắt tử, vậy sẽ gọi bọn họ là gì? Mọi giờ sao, nơi này là liều Tây, đều có người mông cổ ra vào, công tử kia vội nói, nhỏ giọng chút, cho người ta nghe thấy được, lại phải đánh trước một hồi. Dì quyên khẽ ngâm nga một tiếng, chớp mắt nói, sẽ suối quẩy như vậy sao? Đang nói chuyện, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng kêu rên, nói, tiểu cô nương mắng chửi người. Công tử kia và dì quyên nghe lời này giọng điệu quái dị, không khỏi nhíu mày, hai người quay đầu lại, nhưng chỉ có một bức tường cao, cũng chưa thấy được người. Còn đang nghi hoặc, bức tường chậm rãi tiến về phía trước khiến hai người chấn động, vội vàng ngừng đầu đi xem, thấy trên tường có một lạt ma, người này thân cao chín thước, có dâu đầy mặt, mặc một chiếc áo cà sa màu đỏ thẫm, đang đứng trước liều tây, sắc vẻ giống như tờ giấy bố cáo đỏ. Dì quên chớp mắt kêu lên, đây không phải là bố cáo. Người phiên kia hừ một tiếng, nói, bố cáo không phải ta. Dì quên gật đầu liên tục, ta biết, ta biết. Công tử kia thấy hai người nói chuyện ông nói gà bà nói vịt, nhịn không được cười, ghé tai qua thấp giọng nói, mông cổ lúc này chỉ có một lạt ma tới, người này tám phần đó là vô giã minh vương, đi thôi, chúng ta không cần phải đen đùi với hắn. Đi mau thôi, dì quyên phất tay với bố cáo nói, tạm biệt. Không phải bố cáo đại sư, lạt ma kia khẽ rên một tiếng, nhìn xung quanh, dường như không biết không phải bố cáo đại sư là để gọi hắn chương 9 khôi tinh chiến ngũ quan, hồi 3. Khôi tinh chiến ngũ quan nhà nhà đều biết, đã chiến 8 lần, Bắc Cương cũng ngừng chiến 8 năm. Dụng ý so đấu của lôi đài này chỉ là dùng võ kết bản, mong muốn thể hiện vương đạo nhân đức trong lúc đánh nhau, cái gọi là ấp nhượng nhi thăng, hại nhi ẩm, kỳ tranh giá quân tử, thắng muốn thắng đến khí độ thong rong, bại muốn bị bại tâm bình khí hòa, nhưng mong hai nước đánh đến càng nhiệt, giao tình càng dày đặc, cho dù phân gia thắng bại, cũng không mong thấy sinh tử. Ấp nhượng nhi thăng, hại nhi ẩm, kỳ tranh giã quân tử là luận ngữ khổng tử mang nghĩa, vái chào khi bước lên, xong ngồi uống rượu nâng chén mừng nhau đó mới chính là lối tranh đua của quân tử. Cũng là vì thế, năm đó lần thứ nhất so đấu, quân chủ hai nước thầm nghĩ hòa thượng là từ bi nhất, nhất định có thể đến điểm thì dừng. Mông cổ liền lấy ngũ hồng lạt ma xuất trinh, Trung Quốc lấy năm cao tăng thiếu lâm ứng phó. Kết quả thiếu lâm hòa thượng quả nhiên là từ, mông cổ cao thủ quả nhiên là bi, tăng đàn tung sơn mới ra đến cao tăng thứ ba có thể đánh ngã năm lạt ma của đối phương. Khả hãn thấy hòa thượng Trung Quốc thi lễ mà thăng, mông cổ lạt ma xuống dưới uống rượu thuốc, chính mình cứ phải làm quân tử cười làn lành chúc mừng, cuồng nộ rất nhiều, liền không hề thi lễ cái gì, hạ lệnh năm thứ hai toàn lực cầu thắng năm thứ nhất thua không thể hiểu được, năm thứ hai, năm thứ ba liền đánh đến kinh thiên động địa, liền kém không mang súng kíp lên đài mà thôi. Đáng tiếc cục đá lớn thiếu lâm tự nằm trên đường, vô luận khả hãn lo lắng như thế nào, chính là liền thua ba năm, bất luận ở ông Kim Thành giao đấu, hay là ở Bắc Kinh Thành đánh nhau, đều bị kinh hãi trà đạp. Mông cổ không những chưa từng giành được nửa cơ thường càng chưa từng chống được đến ải cuối cùng, nghĩ đến thật khiến cho người ta nản lòng thoái chí. Tranh lệch thắng bại rõ ràng trong nháy mắt, quân thần Mông Cổ giận dữ trở về, khả hãn cũng không hề ham thích khôi tinh trên ngũ quan, chỉ mỗi ngày lẳng lặng diễn binh, chằm chằm nhìn vào đại địa Trung Châu. Đại thần triều đình biết được việc này, trong lòng tự cực sầu lo, liền sợ thắt đát quốc nuốt không trôi cục tức này, không khỏi lại muốn hương binh khai chiến. Sau khi quần thần thượng tấu, hoàng đế liền ám hạ thánh chỉ, từ đây không được để hòa thượng thiếu lâm xuất trận, thay vào đó lễ bộ thị lang chiêu mộ người được chọn, thắng thua bất kể, chính là đừng làm cho tình hình chiến đấu nghiêng về một bên, tránh nước bạn mang thù thầm hận. Kể từ đó, trọng trách được đặt lên vai đại tướng khâm điểm xuất trận, toàn bộ đều đè lên đầu Hồ Chí Liêm, nhân vật võ lâm trung nguyên nếu muốn mượn khôi tinh chiến ngũ quan nhất cử thành danh, đều được lén bái phỏng đều muốn thỉnh Hồ Thị Lang thành toàn. Hồ Chí Liêm đáp ứng cái này, đắc tội cái kia, hàng năm tỷ thí hàng năm yêu phiền, bị quấy dày không thôi. Võ Lâm cao thủ kẻ hối lộ, kẻ cầu tình, thế lực triều đình khắp nơi từng người tạo áp lực, năm tí thi thứ tư, Hồ Chí Liêm dưới sự yêu cầu giúp đỡ của đông đảo nhân tình, nấu nồi lầu thập cầm ra trận. Nhóm người này lấy trưởng môn Nga Mi Nghiêm Tùng là chủ lực, được hỗ trợ bởi Tam Giang Bang, động đình thủy phụ tá. Kết quả tất nhiên là không khó để thấy, bốn chữ châm ngôn, đại bại mệt thua mà thôi. Đều nói vật cực tất phản, sau khi Trung Quốc thắng liên tiếp 4 năm, nguyên bản dễ như chờ bàn tay thắng trận biến thành một thắng khó cầu. Khả hãn thấy người một nhà đại sinh thần uy, vui sướng rất nhiều, lại trở nên ham thích khôi tinh chiến ngũ quan. Càng thường cùng đại thần đánh cuộc thắng bại. Từ đây Trung Quốc liền bại 3 năm mông cổ hồng giáo đại luân môn đứng đầu mơ tê rong đó càng có một năm đánh thông quan từ trung quốc tiên phong một đường đánh tới đại tướng năm chiến toàn thắng thật là sở hướng phê mỹ sở hướng phê mỹ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tin tức truyền ra trung quốc trên dưới đều bị chấn động mắt thấy xã tắc không ánh sáng bá tánh nghị luận một năm sứ thần ngoại quốc tới triều càng lấy việc này chiêu chọc hoàng đế mặt rồng tức giận suýt nữa đem Hồ Chí Liêm đưa đi xung quân, đại tội Sơn Dương kêu to suối quẩy, tự biết tình thế đã thay đổi, đợi đến năm thứ tám luận võ năm ngoái, Hồ Chí Liêm không còn sợ đầu sợ đuôi, liền lấy danh thánh chỉ điều ra cử quốc tinh nhuệ, từ võ đang trưởng môn thái cực quyền kiếm nguyên dịch lĩnh quân, phối hợp với hai đại kim cương linh âm và linh chân của Thiếu Lâm. Ngoài ra còn lầy hoài Tây Cao Thiên Tướng làm tiên phong, Sơn Đông Tống Thần Đao làm trung kiên oanh oanh liệt liệt đến ông Kim Thành, chỉ chờ đại khai sát giới. Cao thủ Trung Quốc ra hết, mỗi một người đều là đương đại tông sư, đối phương vẫn là đại luân môn, đương trường bị đánh đến nát như. Tiền phong cao thiên uy càng là đại phát thần uy, một đường từ đầu đánh đến cuối, đơn kỵ quá năm quan, đám người nguyên dịch, linh âm, linh chân, tống công mại uống hết mấy hồi trà nóng, không có cơ hội lên đài, liền mang theo cờ thường trở về Bắc Kinh. Trung Quốc năm chiến toàn thắng, Cao Thiên Huy càng đánh đại tướng đối phương thành trọng thương, ngôn ngữ chế nhạo bằng mọi cách. Mạnh yếu tranh lệch lớn, thắng thua thảm thiết, hoài tây cao thiên tướng uy danh lan xa, thát đát quốc thành trò cười tán gẫu của sứ thần các nước. Khả hãn tức giận muốn điên, lần so tài thứ 9, đưa đến cao thủ toàn Bắc Quốc, từ Cao Ly đến Tây Vực 56 quốc gia, chọn ra năm thần tướng, cùng tiến đến khiêu chiến võ lâm Trung Nguyên nếu không đoạt lại cơ thường, tuyệt không bỏ qua. Đại quân tiếp cận, Hồ Chí Liêm nhìn thấy thế này, tất nhiên là trong lòng kêu khổ, đại hoạch toàn thắng không được, thất bại thảm hại cũng không được, phải giữ mặt vàng cho khả hãn, đồng thời cũng phải giữ mặt rồng cho hoàng thượng, lo lắng buồn giàu chỉ có đi tìm quốc trượng bồn triều quỳnh võ xuyên kêu khổ, đến lúc đó nếu có thảm bại, cũng có hoàng thân quốc thích bảo mệnh. Quả nhiên gừng càng già càng cay quỳnh quốc trượng mở miệng vàng đó là một con đường thông thoáng trung quốc triền thiên uy khả hãn oán hận khổ mông cổ tiến gần thành hoàng thượng tâm sinh giận, biện pháp tốt nhất là kiếm cớ kiếm cớ hồ chí liêm ngày ấy nghe điềm gở tất nhiên là lòng tràn đầy kinh ngạc ngô mốc sao phải chống đối thượng cấp người tránh xa các lão già của các môn phái cứ việc chọn chút thanh niên nam nữ ra tùy thích sử dụng thắng xem như nhặt được, thua cũng dễ tìm lý do trốn tránh. Mắt thấy Hồ Chí Liêm trợn mắt há hốc mồm, Quỳnh Quốc trượng lại bỏ thêm một câu phân phó, nếu có thể may mắn, kéo thành ngang tay, cả hai nước đều vui vẻ, kia thật đúng là ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Hồ Chí Liêm luôn luôn thông minh, đương trường liền lĩnh ngộ, liền định ra đội hình như vậy, thấy là ngũ quan được chọn lên đài của Trung Quốc. Trận đầu tiên phong quý châu điểm thương thất hùng ngọc xuyên tử. Trận thứ hai dực phong sơn đông thần đao thiếu chủ tống thông minh. Trận thứ ba trung kiên thiểm bắc cửu hoa trường môn thích quyên thần ni. Trận thứ tư vũ phong hà bắc thiết thương thiếu chủ trúc khang. Trận thứ năm đại tướng hoa sơn ngọc thanh trường môn tô dĩnh siêu. Lúc này dì quyên và công tử kia đứng ở liều tây, nhìn hoàng bảng, mắt thấy đội hình như thế, công tử kia tự nhiên âm thầm bội phục Hồ Chí Liêm khổ tâm, muốn lấy thân phận lão tướng Ngọc Xuyên tử có thế ít nhiều đánh được hai người, thần đao tống thông minh rất có phong thái của phụ thân, tất cũng có thể chống đỡ được cục diện nếu vận khí không xấu, nói không chừng hai người này có thể kéo dài tới ải của chết nhĩ đan, đến lúc đó quyên nhi, trúc khang lên đài mời đấu. Cuối cùng lại để trưởng môn Hoa Sơn áp trận. Hai bên đều có mặt mũi thắng bại như thế nào chỉ là thứ yếu. Nhìn kế sách khổ tâm này, tất nhiên làm người tán thưởng không thôi. Công tử kia nhìn vài lần, trong lòng vui mừng, gật đầu liền hướng dì quyên nói, ngươi được xếp vào trận trung kiên, xem ra mặt mũi sư tỷ ngươi không nhỏ. Dì quyên không có vẻ vui mừng, bỗng nghe nàng hét lên một tiếng, rút ra trường kiếm, nổi giận đùng đùng chạy về phía đầu đài, chỉ tay nổi giận mắng, hồ thị lang là kẻ nào, lăn ra đây cho cô nương. Hai bên thị vệ đại kinh thất sắc, đều nhảy dựng lên, lại thấy phục sức của nàng đẹp đẽ quý giá. Trước ngực có một chuỗi chân châu ôn nhuận cao quý, cũng không dám lỗ mãng, cuống quýt liền nói, cô nương tìm kiếm hồ đại nhân có chuyện gì. Dì quên nổi giận mắng, ai là thích quên thần ni? Thích cái đầu quỷ to nhà ngươi ấy. Cô nương ta bất quá mới hai mươi mấy tuổi, đã bị các ngươi nguyền rủa thành ni cô lão thái bà kêu họ hồ lăn ra đây. Cửu hoa sơn tân nhiệm trưởng môn nổi giận đùng đùng, lễ bộ quan viên đều sợ hãi, chỉ thấy một quan viên chạy ra tạ tội, hoảng loạn nói, nữ hiệp a à, nữ hiệp, chúng ta không phải không biết thân phận ngài, nhưng trong danh lục chỉ có hai chữ quyên nhi. Chúng ta tìm trong bách gia tính, cũng không tra ra họ quyên này vốn định học khổng tử, mạnh tử, lão tử, trang tử, gọi ngài là quyên tử, nhưng sau ngẫm lại thấy không ổn, chỉ có thể an bài cho ngài chữ thích, tuyệt không có ý bất kính. Cô nương này đúng là tiểu tinh linh quyên nhi năm đó, sớm đã trưởng thành nữ lang mỹ lệ thập phần động lòng người, lúc này đâu quan tâm quan viên kia nói ngắn nói dài, lập tức đá văng hắn ra, nhảy vào trong lều, muốn kéo Hồ Chí Liêm ra giáp mặt chất vấn. Công tử kia đại kinh thất sắc, chạy tới hỏi quan viên lễ bộ kia, không bị thương chứ? Quan viên kia cười làm lành nói, hồi thiếu các chủ nói hạ quan không việc gì, nhưng thật ra thị lang đại nhân chúng ta đang ở đây, thỉnh ngài làm chủ cho. Công tử kia mỉm cười nói, đừng sợ, ta hiểu. Lập tức bước chân gia tăng đi vào trong lều. Màn che mở ra, vốn định định lớn tiếng la hét ẩm ý, nói không chừng còn đánh nhau. Nào biết Quyên Nhi chỉ không nói bất động, trên tay cầm một mảnh giấy viết thư, vẫn chưa cao giọng giận mắng. Công tử kia trong lòng tán thường, hồ thị lang quan càng lớn tài ăn nói càng tốt nói được quyên nhi của chúng ta quyên nhi từ nhỏ ngây thơ hồn nhiên hành sự không theo lẽ thường nhân vật giang hồ thấy nàng từ xa đều né xa ba thước cũng là vì nàng điêu ngoa bướng bỉnh dù trời sinh mạo mỹ đến nay vẫn thâm khuê không ai có thể chiếm được trái tim của nàng đang suy nghĩ thì công tử kia đã bước vào lều Vừa bước vào đã nhìn thấy một đứa trẻ đần độn ngồi ngây ngốc bên cạnh một quan viên, công tử kia trong lòng dùng mình, lập tức nhận ra thân phận đứa nhỏ này. Đứa trẻ này thông minh hơn người, chính là ấu tử của Hồ Chí Liêm, gọi là chính đường, chỉ là trước đây đến nhà ngũ ra làm khách, bướng bình ngã bị thương ở đầu, đường đường một đứa trẻ ngoan đã trở nên ngu ngốc như vậy. Quan viên kia nghe được tiếng bước chân, lập tức xoay người lại, chắp tay nói hạ quan bái kiến thiếu các chủ quỳnh phương tiểu thư. Quốc trượng Kim An, Hoàng hậu Thánh An, công tử kia nghe hắn kêu hai thân nhân của mình, lập tức mỉm cười khom người, vùng quạt xếp lên, bốp một tiếng, chiếc quạt mở ra, chỉ thấy mặt quạt vầy mực, đàn thanh bút pháp thần kỳ, một bức vân lý tử các, chính là tử vân hiên. Công tử này nào có phải là công tử gì? Nguyên lai nàng đó là chất nữ của Hoàng hậu Đương Triều, cháu của Tam Triều Nguyên Lão sau là khai quốc công thần, nhân dưng thiếu các chủ tử Vân Hiên, Quỳnh Gia đại tiểu thư Quỳnh Phương. Quỳnh Gia có dấu thiết cuốn đan thư, lại được thái tổ ban cho đầu roi vàng 24 tiết long, là gia đình giàu có hiển quý nhất đương triều. Hồ Chí Liêm nói chuyện với nàng, tất nhiên phải khách khí cẩn thận gấp bội. Quỳnh Phương đang muốn nói chuyện, chợt thấy Hồ Chí Liêm nhíu mày, Quyên Nhi cũng đang cầm một lá thư trên tay, nhíu mày khổ tư, nhịn không được ngạc nhiên nói làm sao vậy người mông cổ hạ chiến thiếp sang hồ chí liêm chưa nói chuyện quyên nhi đã đưa bức thư trên tay tới thấp giọng nói ngươi nhìn bức thư rất kỳ quái quỳnh phương từ trước đến nay kiến thức rộng rãi khôn khéo hơn người nàng cha mẹ mất sớm từ nhỏ được ra giáo dưỡng như nam nhi có thể coi là kỳ nữ văn võ song toàn trung quốc cả triều danh môn chi nữ không có người thứ hai nàng thấy quyên nhi thần thái lạ lùng không hiểu lá thư có gì kỳ lạ lập tức nhận lấy cúi đầu đọc đọc nói lệnh lang chính đường lầm vượt cấm giới tự tiện xông vào quỷ môn sắp có đại họa ương nghe báo nhanh rời kinh thành có thể tránh được cái chết quỳnh phương lắp bắp kinh hãi không biết đây là người nào viết vội vàng lại xem ký tên người truyền tin tự nói người thiện tâm chính trực dũng cảm nàng nhất thời nhìn không ra manh mối, cũng không biết ký tên kia là ý gì, vội hỏi nói, thư này đến đây lúc nào. Hồ Chí Liêm thở dài, mấy ngày nay sứt đầu mẹ chán, bận rộn trong ngoài, mới vừa rồi người nhà đưa tới phong thư này, ta mới biết được việc này. Quỳnh Phương cúi đầu suy tư, Hồ Chí Liêm tuy rằng hành sự cẩn thận, nhưng mấy năm nay vì chọn lựa nhân mã xuất trận sao tinh chiên ngũ quan, vị thị lang đại nhân này tốn công vô ích, đắc tội vô số võ lâm đồng đạo xem bộ dáng này tám phần có người hiệp quán trả thù cũng chưa biết được lập tức trầm ngâm nói ta nghĩ đây là việc do người quen làm tám phần là có người cùng ngài kết quán thừa dịp lệnh lang bệnh nặng tiến đến bỏ đá xuống giếng tất nhiên là muốn cho ngài tâm thần không yên Quyền Nhi gật đầu cũng nói còn không phải sao ta coi này tám chín phần mười là mông cổ thất tử viết bọn họ sợ hồ thị lang bày mưu lập kế lại đánh bọn họ đến thất bại thảm hại lúc này mới viết thư tới quấy nhiễu người hồ chí liêm nghe hai người khuyên bảo lại chỉ thở dài hắn vuốt ve gương mặt ái tử chậm rãi nói ngài biết hồ gia ta vận mệnh nhiều gian khó năm đó gian thần làm hại bạo dân loạn chính gia mẫu sống sờ sờ bị đánh chết khó khăn nhân quân đương triều đừng để xảy ra thêm bất kỳ tai họa khúc chết nào hắn hồi tưởng năm xưa chuyện cũ, than vài tiếng, bỗng nhiên hai hàng lông mày nhướng lên, cắn răng nói, đành vậy. Bính tới thì ngăn cản, nếu có chuyện gì, hồ mộ cũng không sợ. Cái gì vào nhầm quỷ môn, ta trong chốc lát an bài vài tên thánh thủ thái y viện, thỉnh bọn họ chữa bệnh cho hài nhi chính đường. Ta càng muốn xem xem, cấm địa kia có yêu ma quỷ quái gì. Quỳnh Phương gật đầu, ngồi xổm nhìn hài tử kia ôn nhu nói chính đường có nhận được a di không mỗi dịp tết đến hồ chính đường đều cùng cha mẹ đến tử vân hiên chúc tết mỗi năm đều cầm bao lì xì về nhà đương nhiên sẽ biết quỳnh phương nào biết hắn nghe kêu gọi lại chỉ cúi đầu nhìn đất không nói không đáp quyền nhi thấp giọng nói hảo hài tử, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì hồ chính đường sắc mặt phát lạnh lẩm bẩm khóc dòng nói thật nhiều thật nhiều Quỳnh Phương và Quyên Nhi nhìn nhau, sau đó đối mặt Nam Đồng, Đồng Thanh nói, thật nhiều cái gì. Nam Đồng kia định mấp máy, còn chưa nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng vang bên ngoài liều, pháo hiệu đã nổ vang, Hồ Chí Liêm chặn lại nói. Các quỹ đại nhân đích thân đến thị sát. Ta đi trước, nói gọi thị vệ tới, ra lệnh bọn họ bảo hộ Nhi Tử nghiêm ngặt, lúc này mới thoáng an tâm. Vào buổi trưa, khi tiếng pháo vang lên, Trung Quốc các quỹ đại nhân giá lâm, Hồ Chí Liêm thân là chủ sự Trung Quốc, tự cần vào bàn nghênh đón, khâm sai Mông Cổ cũng đã đến, toàn bộ cao thủ trong liều đứng trang nghiêm, giữa sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Hôm nay hai nước luận võ, Hà Đại Nhân thân là các quỹ, tự cần cùng sứ thần Mông Cổ tới đây chủ trì thịnh hội, Hà Đại Nhân lấy ra thánh chỉ, tuyên đạt ý chỉ, nghe hắn lớn tiếng, phụng thiên thừa vận, đại hán thiên tử Trung Quốc ta chiếu rằng, chiều ta khụ uy thắng ngũ bá minh kế tam vương ngày nay dùng võ kết bạn quý với tương giao cửu châu hào kiệt tập võ tổng quân khắp trốn mừng vui có phượng tới chiều hà đại nhân rung đùi đắc ý kêu kêu quát quá dưới chân còn gõ nhịp dưới đài nơi nào có người nghe nhân vật võ lâm trong chốc lát đều phải lên đài giao chiến mọi người đà tỏa vận khí mài binh khí ra quyến bá tánh trên đài nhân cơ hội đánh bạc tất nhiên là châu đầu ghé tai, nghị luận thắng bại. Ngay cả A Tú, Hoa Muội và những đứa trẻ khác cũng đùa giỡn chơi đùa, càng không nói chơi. Mỗi người dưới sân thần sắc bình đảm, cũng không ai chú ý đến Hà Đại Nhân đang đọc gì. Đoán chừng cho dù ông có bỏ vài câu chửi bới vào đó sợ cũng không có người biết được. Chỉ là sứ thần Mông Cổ càng nghe lại càng giận, trong chiếu chỉ của Hoàng gia có một chương rất lớn, lại là di phong cảm tục hối hóa man bang lại là tứ di dũng sĩ, đầu minh sự chủ, có câu nào của hoàng đế Trung Quốc không phải tự tôn tự đái. Thẳng đem Mông Cổ trở thành nô bang man di. Sứ thần khâm sai trong cơn giận dữ, nghe Hà Đại Nhân đọc xong lập tức tay phùng thân thủ thánh chỉ thắt đát khả hãn, nổi giận đùng đùng lên lôi đài, cũng lớn tiếng đọc to. Xem hắn lòng đầy căm phẫn, chỉ thiên đạo mà, nghĩ đến lời nói tất cả đều là phản bác quân thần Trung Quốc, chỉ là hắn miệng đầy ngôn ngữ mông cổ, giữa sân không người có thể hiểu, trung ba tánh tất nhiên là trở thành chê cười tới nghe, trừ bỏ vài tên thái thường tự thông dịch vũ nhạc sinh ở đàng kia thấp giọng thương nghị, hoàn toàn không có một người để ý tới. Quyền Nhi nghe được ngáp liên tục, nàng xoa xoa trọng mắt, nói, lại nghe bọn hắn đọc chu ngữ, ta cần phải ngủ rồi. Quỳnh Phương cùng Quyên Nhi quen biết đã lâu, tự biết kiếm pháp khinh công của nàng đều có nhất lưu sơ thừa, căn đế rất tốt nhưng lâm địch kinh nghiệm còn thấp đến lúc đó trên lôi đài địch thủ chợt ra quái chiêu không khỏi có hại liền nói trong chốc lát ngươi cũng phải lên đài ta nghĩ ngươi nhanh ôn tập một chút kiếm pháp tránh có nhiễu loạn gì khác quyền nhi nghe xong lời này giả ý ngáp một cái nói yên tâm có tô đại trưởng môn ở đây có thể có chuyện gì nói chắp tay quỳ lạy lại nói tiểu nữ tử trong chốc bị người ta đánh hạ đài còn thỉnh tô phu nhân mười năm giao tình sớm chốt để tô đại hiệp lên đài thế tiểu nữ tử dừa nhục báo thù kẻ hèn tại hạ cho dù hồn về cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt nói khom người về phía trước cúi bái quỳnh phương quỳnh phương hơi đỏ mặt phỉ nhổ nói liền muốn tổn hại ta thì cũng chọn đồ tốt không nhẹ không nặng chỉ nói chiêu hung vừa nói vừa giơ quạt xếp lên đánh vào đầu quyên nhi quyên nhi là mặt quỷ cười khanh khách lên phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn